đường khá là xấu phải không mọi người. Hôm nay thì xe tải đi qua nhiều tại vì đang thực hiện công trình Laguna nên mọi người thông cảm nhé. Hôm nay được mọi người đi coi một cái lô đất ở đường Xuân Thủy. Đây là một cái lô góc rất là đẹp. Sau khi hai tòa Leona vô bàn giao thì lô này kinh doanh chắc thắng luôn. Đẹp lắm cả nhà. Đường Xuân Thủy thì hiện trạng rộng 16m mọi người nhé. Bên tay phải là các khối liền kề biệt thự, và bên tay trái là các cái tòa nhà trung tâm thương mại cũng sắp được làm. Và chúng ta đến thấy cái dự án Crystal Marina Bay này mọi người ạ, cũng đang được đóng cọc rồi đấy, nhưng mà đang tạm dừng triển khai. Từ năm ngoái năm nay chưa thấy làm thêm gì cả. Trước mắt chúng ta là hai tòa La Luna đấy, rất là cao. Vừa rồi thì mới thi công xong cái phần đường hầm rồi. Thì tại tôi đang có một cái vị trí góc ở khu vực này. Sau khi hai tòa này xây ra thì chúng ta mở nhà hàng, mở cà phê để phục vụ khách từ hai tòa nhà và để cho kinh doanh thì cái gì cũng thắng mọi người ạ, rất là đẹp. Ta đi vào công trường đang hoạt động xem thế nào mọi người nha. Đây, thấy không? Người thi công nhưng mà vẫn giữ đúng cái tác phong. Vừa rồi thì vị trí hầm chui mới được làm xong mọi người nha, rất là đẹp. Dưới tôi đây là hầm, hầm nối giữa hai tòa nhà rất là đẹp. Đây tôi đã có một cái vị trí góc của con đường này. Này thì sau cái đường này thì mai mốt thẳng ra biển luôn mọi người, sẽ phải tắm nhân tạo luôn nhé. Tôi sẽ đi lại một vòng ra đường biển trong cua vào cho mọi người cùng xem lại nhé, rất là đẹp với cung đường này. Đây thì xếp đến bến du thuyền luôn, bến du thuyền đưa vào hoạt động rồi mọi người nhé. Công trình leo này được gấp rút bàn giao, trong 2020 này thôi, đang hoàn thiện toàn rất là tốt. Đây chúng ta cũng đi lại cái vị trí cung đường Xuân Thủy. Xây dựng khá nhiều nha mọi người. Đấy, ở đây thì đa phần các nền là phân làm biệt thự hết mọi người nha, từ 250 đến hơn 300m, mặt đấy là khoảng 450m. Cua trái ra đường Tế Hành này. Đường Tế Hành là một trong những đường to nhất khu này với chiều rộng khoảng 28m. Bạn có thấy không? Rất là đẹp, rất là to. Hai tòa nhà đang thi công rất là tốt. Tôi lại vừa ra vị trí lúc này cho mới vào cho mọi người xem quan sát. Đấy, thấy không cả nhà? Vị trí đắc địa đấy, nên ai quan tâm đầu tư bất động sản khu vực này thì liên hệ tôi nhé. Có một vài vị trí đắc địa kinh doanh để phục vụ kinh doanh, đầu tư kinh doanh phải đầu tư bán lại mọi người nhé. Đấy, từ đây ra biển rất là thuận lợi đây, thấy không cả nhà? Sổ đỏ đầy đủ, sổ riêng, pháp lý hoàn chỉnh. Đây cách biển chỉ vài chục mét thôi. Đây là cung đường biển này, đây là cung đường biển Cơ Thạch, cung đường biển đấy, rất là đẹp. Bên tay phải là những cái dãy biệt thự liền kề, diện tích khoảng 450m2, và bên tay trái là biển luôn mọi người nhá, rất là đẹp. Đây thì về trung tâm thành phố Trang khoảng 7km. Quý anh chị quan tâm thì liên hệ anh em chúng tôi nhé. Có cái số điện thoại trong phần mô tả của video này.
Đừng quên like và subscribe để chúng tôi làm thêm nhiều video giá trị bổ ích hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye bye.